tới quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Thì hôm nay giới thiệu đến quý vị đô la Mirage của Canada upsell. Đây là dòng upsell Mirage của Canada. Quý vị thường nghe với tên Mirage này với những cái dòng súp cực kỳ hay nha quý vị. Dòng súp của nó cực kỳ hay và có những cái đô la Mirage cũng rất là khủng, rất là lớn. Thì nó cũng như là lò Mỹ, đánh chất âm nó hao hao lò Mỹ vậy đó. Bass nó mềm, nghe không bị mệt như là lò Nhật. Mềm, mềm, nó có cái độ lực nhất định. Tiếng chép nó rất hay nha. Kích thước của loa cao 36,5, chiều ngang là 22, chiều sâu 21,5, sâu 21,5. Bây giờ em sẽ quay tổng thể xung quanh. Nó có mấy cái vết chạy chạy nhẹ đây ha mọi người. Đây, mấy cái vết này nó chạy nó dính ha. Gốc cái này quý vị ha. Gốc này là nó bị chốc. Nó bị chốc ra tí. Mấy cái này thì em xử lý ra đẹp cho quý vị hết. Cái này hàng về là chưa có vệ sinh luôn ha quý vị, quý vị thấy nữa ha. Quay lên cho quý vị xem luôn ha. Chốc. Made in Canada, Made in Canada 91469 là Canada ha. Rồi mình đây, bên đây thì đẹp keng hết quý vị, Made in Canada 6869 thì quý vị, 68 này nó liền series chứ nó không trùng ha. Nói quý vị lo nguyên bản mộc hết rồi. Đây, để có một bên ha. Bên đây thì góc này tí xíu ha quý vị. Mấy cái này thì em xử lý đẹp hết cho quý vị luôn. Liền số series 6869 ha. Rồi loa này có mức giá rất dễ chịu với cái chất âm Canada. Quý vị có thể nghe đa thể loại nhạc, đồ này nghe đa thể loại nhạc quý vị. Từ nhạc vàng cho đến nhạc hòa tấu nhẹ nhàng. Với mức giá là 3 triệu 4 đó, bằng cái đầu lò Nhật thôi, 3 triệu 4 bao vận chuyển toàn quốc quý vị nha. Rồi em đang ghép với con SAE chung đẹp càng hơn như mới. Này thì em sẽ giới thiệu cho quý vị một cái clip sau. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.